nhưng mà lúc vợ nó sanh, xin cô chú là về ba tháng, bị thương gái sinh đó mà, thì mẹ ruột phải đưa về ba tháng nặng lo chăm sóc này kia rồi xong ba tháng tôi không lên rước nữa mà kêu mình thành lên được, thì nó về nó kể lại chú nghe thôi, làm già vợ nữa. Bây giờ mày rước nó về mày nuôi nó nổi không? Cái vấn đề đổ vỡ hôn nhân là giữa hai vợ chồng nó có những cái chuyện nó không tìm được cái tiếng nói chung. Có một phần nhỏ nó là liên quan đến chuyện tài chính. Từ đó là chú không bước lên nhà nữa, giờ chú nói với nó luôn, phụ nợ thằng con trai phải có bản lĩnh nha. Có nhiều khi gia đình hợp mắt, em cứ viện lý do là em làm thêm, tăng ca này kia nọ. Mình nhìn thấy anh chị mình hay cũng có con cái, chồng con đầy đủ, có mình ơi mình. Nên nhiều khi những cuộc hợp mặt gia đình không phải là em không muốn góp mặt. Em với chú Châu là có rất là nhiều kỷ niệm đúng không? Hồi trước em cũng quay phim với chú Châu nhiều, nhưng mà khi mà em làm chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì em biết là chú Châu ở quận 6. Mà cái quận 6 này là một cái nơi rất là thân thuộc với con. Tại vì hồi xưa là nhà em cũng thuê mười mấy căn ở quận 6, là em biết cỡ nào, cả một tuổi thơ của con là ở đây luôn. Nhà mình ở đây bao lâu rồi chú? Từ năm 92 vậy. Thế vậy là trời ơi, vậy là lúc đó là gần luôn mà không biết á. Vậy đó hả? Con đứng ngay chỗ mà cây xăng, ngay chỗ đường Hậu Giang, không biết chú Châu có đi ngang qua thấy con không? Dạ. Thấy con không? 75 tới năm 92 là ở lâu lắm. Dạ, từ kế bên ăn pin con ở đó. Dạ, có thể là vô tình lướt qua nhau mà không thấy. Đó là em bán xăng dạo rồi. Dạ, em muốn nhà trong cây xăng. Con cũng rất muốn biết là chú Thiếm là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Năm 75, tháng 8 năm 75. Dạ, gần 50 năm rồi. 40 mấy năm, 46 năm. Chuẩn bị tới đám cưới vàng rồi đó. Nhưng mà con đang thắc mắc là không biết là công việc của cô là cô làm công việc gì cô? Cô còn làm kế toán doanh nghiệp. Nhưng mà nếu nói về nghề á, chú kể cho hai đứa con nghe. Chú là lăn lộn đi diễn tấu hài. Đầu tiên là nhóm Duy Phương này. Dạ. Rồi Nguyễn Dương Thu Tuyết. Dạ. Sau cùng là Lê Vũ Cầu này. Rồi từ hồi Lê Vũ Cầu mất chú mới buồn quá, chú không đi diễn tấu hài nữa. Dạ. Chú mới đi làm phim ảnh này gì trời. Dạ. Còn cô là ở nhà vừa làm người mẹ mà vừa làm người cha luôn. Những đứa con mà tới giờ phút này mà đại học mà thành tài hết, là một tài ở đây. Rồi cái thời gian năm 92 mà mới về đây ở, cô với chú là chưa mua được căn nhà này đâu. Ở lang thang một năm trời, nhà ông chú vợ. Rồi chú tự ai chú không ở nhà bên vợ, chú đi lơ xe đò Sài Gòn Hà Nội luôn thôi. Ở một năm trời luôn. Về mua căn nhà này nè, tụi con tin không? Buổi tối thì đi hát, lúc đó hát với Nguyễn Dương tôi tiếp. Dạ. Bữa nào không có hát là hai chậm đẩy xe bánh mì bán phá lâu. Vậy đây năm 92 là không, coi như là nó nói là cái chòi đi chứ đừng nói cái nhà. Tới năm 98 làm ăn dành dụng và mượn tiền bạn bè. Rồi năm 98 bắt đầu là xây dựng lên được căn nhà này. Dạ. Ủa nhưng mà rồi hồi nãy cô chú nói là Thành là giờ nó ở đâu ta? Nó ở đây luôn. Một chút xíu nữa thì con đi lên lầu chỗ nó ngủ. Thôi để lâu rồi con không gặp Thành. Thôi để con lên con trò chuyện với nó. Để coi cuộc sống rồi hoàn cảnh của ảnh như là cái tình hình này, dịch vừa rồi không biết là công việc của anh sao. Em có chuyện ha. Gì em hỏi. Dạ. Hai chú Thiếm nghe. Dạ. Rồi vậy nghe. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Chú bây giờ con tâm sự với chú chút xíu về chuyện nghề nha. Tại vì chú là cũng theo nghề rất là lâu rồi, không biết tính tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi chú ha? 43 năm, từ trong nhà ngoài phố. Dạ. Là chính thức là năm. Dạ. 78. Chú có nhớ được là chú đã, cái gia tài phim ảnh của chú là bao nhiêu phim không chú? Thực ra thì chú có một cái cuốn nhật ký. À vậy hả chú? Cứ mỗi một năm bao nhiêu vở kịch, bao nhiêu phim. Dạ. Thì chú đều có ghi trong nhật ký. Chú tính ra là nếu từ trong nhà ngoài phố. Dạ. Cho tới thời điểm này là kịch chú khoảng chừng 600 mấy chục vở kịch. Dạ. Phim thì khoảng chừng 500 mấy. Dạ. Bởi phim chú ít làm hơn, còn hồi. Dạ. Xưa chú làm kịch nhiều. Trời. Chủ yếu là ghi là bao nhiêu được bao nhiêu tiền. Dạ. Ủa vậy hả? Có nghĩa là mình ghi cái tên phim xong rồi năm đạo diễn, đạo diễn năm nào, rồi năm nào, rồi phim gì? Nó được nhiêu tiền. Nhưng mà cái vụ tiền con nghĩ là chắc là chú sẽ không nhớ đâu mà cô sẽ nhớ. Dạ. Nói chung lúc đó thì chủ yếu là cũng nhờ cô một phần. Dạ. Có thể nói là cái thời điểm đó là chưa làm kế toán là gần như là mua gánh bán bưng ngang hàng. Không có ai đứa gái này, đứa mới dắt đi, đứa bầm. Yeah. Thì đi buôn bán cái này, buôn bán cái kia. Cái thời điểm mà chú lao qua chú làm nghệ thuật là kinh tế còn là chính. Sau này khi mà bắt đầu chú tham gia mấy cái nhóm hài rồi đi hát. Yeah. Mấy chương trình đại nhà hội thì lúc đó
mới phụ giúp. Không biết là lúc đó cô cảm thấy mệt mỏi không cô? Mệt chứ, tại vì hồi đó giờ đi học không à, tự nhiên lấy chồng, lấy chồng là lấy chồng sớm chứ. Nhưng mà cái lựa chọn của mình là tự mình chọn thì mình phải chấp nhận, mình phải chịu trách nhiệm vậy. Nhiều khi hả tính nhờ ông làm cái chuyện này cái ông nói giờ ông mất mất đi. Ngày xưa khi mà ông làm qua bên kịch á là đi thi mà văn nghệ toàn quốc hả anh, ở ngoài Hà Nội đó. Lúc đó hả ông được đi ra ngoài á, được huy chương vàng đồ về mừng lắm. Từ lúc đó là bắt đầu đam mê luôn. Được cái là cô hả lúc nào cũng phải lo cho tụi nhỏ trước, rồi cô mới bắt đầu cô xây công việc làm ăn ngoài. Có bao giờ chú nhìn cô chú thấy thương xong chú thấy chạnh lòng khi mà mình không có quá nhiều thời gian để mình chăm sóc cho cô? Chạnh lòng chứ còn, nhưng mà lúc đó là vì cái cuộc sống mà cái mưu sinh là mình phải làm, phải lao theo để làm. Nói chung nó đam mê nghề là một phần, cũng là do kinh tế một phần. Vì lúc đó nếu mà đi làm chương trình tấu hài này kia, đi mấy chương trình đại nhạc hội thì cũng kiếm tiền được. Chú là cái kiểu chú là biết điều cơm gấp mắm chứ không đua đòi, không nghĩ mình là nghệ sĩ phải màu sắc này phải màu sắc nào chứ không có. Thấy có một người vợ như vậy mà mình bây giờ mình phung phí, mình bày hài chuyện này chuyện nọ chuyện kia thì nó không đúng với cái lương tâm mình. Trời ơi, phải nói là lâu lắm rồi đó, là hai anh em mình mới gặp nhau đúng không? Cũng chắc gần 10 năm. Cái lần mà gần đây nhất là anh em mình gặp nhau đó, tại sân khấu 5B. Dạ đúng rồi. Lúc đó em đang làm trợ lý giám đốc cho công ty giải trí. Quay cái chương trình cho đài thuê cái sân khấu 5B của mình để làm cái phim trường để quay. Thì em lúc đó em đang là quản lý nguyên cái chương trình quay đó. Thì anh cũng không biết là hiện tại thì em còn hoạt động nghề không? Năm 2018 là em có một cái vấn đề thì em mới ngưng hoạt động nghề. Vấn đề gì? Theo em nghĩ là vì cái nghề của mình nói gì nói nó cũng có phần tâm linh, mình cũng có tổ nghiệp, có thể là đến lúc đó tổ nghiệp không cho em theo nghề nữa hay sao đó, nên thôi mình tạm ngưng cái niềm đam mê mình. Em định hướng qua em làm một cái công việc khác. Em thì quan điểm sống của em là cuộc sống này nghề nào mình làm cũng được, không có nghề nào sang trọng hay nghề nào thấp hèn cả. Đúng vậy. Lúc đó em mới xin đi làm bảo vệ. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ em vẫn là một nhân viên bảo vệ của Highland Coffee. Và song song đó, cái mùa dịch vừa rồi thì anh thấy là toàn bộ cái nền kinh tế bị đứng hết. Quán cũng phải nghỉ. Em đang chạy shipper, em giao hàng luôn. Ngày nào cũng bào. Em cũng là một cái đứa rất là có năng lực trong cái vai trò là diễn viên. Vì cuộc sống mà em phải tạm ngưng để mà em đến với một công việc khác thì có chạnh lòng hay không? Có chứ anh. Nhiều lúc coi phim hoặc là liên kết với những anh em đồng nghiệp cũ trên Facebook thấy đi quay, những lúc nhìn thấy cũng buồn. Nhưng tánh của em thì em không bộc lộ ra, thậm chí là đối với ba mẹ cũng ít bao giờ em bộc lộ ra. Nhiều khi con buồn vì con nhớ nghề, chứ thật sự là có nhớ, cũng có chạnh lòng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đối với em bây giờ em suy nghĩ đó là cái cuộc sống, cái nguồn tài chính. Ba mẹ cũng đã ở một cái lứa tuổi nhất định, bản thân mình là con út trong nhà, mình phải có một cái trách nhiệm nào đó với gia đình, mình cần phải có một cái cuộc sống ổn định nào đó, cái nguồn tài chính ổn định nào đó để mình phụ giúp với ba mẹ. Có nghĩa là khi mình đã đạt được những cái thành tựu trong công việc rồi thì chú cũng có niềm tin là mình chỉ còn cố gắng làm nghệ thuật một cách chân chính thì cũng sẽ có ngày được nhiều khán giả yêu thích hơn và cái công việc của mình nó sẽ phát triển tốt hơn nữa. Thì lúc đó mình vừa có thể sống được với cái đam mê của mình nè, rồi mình vừa có thể là lo thêm kinh phí rồi kinh tế cho gia đình của mình. Mà đó thì bằng chứng là bây giờ là chú cũng đã có thể mua nhà nè, rồi mình đứng tên mình nè, mình cũng thoải mái hơn. Chú muốn nói với con cái điều này. Khi bước ra khỏi gia đình á, thí dụ có những người họ suy nghĩ không tới trong cái tình máu mủ ruột thịt này kia, họ tranh giành ở này nọ kia. Nhưng mà đối với chú, khi chú bước ra khỏi rồi, chú tâm sự với cô, mình phải bằng mọi cách mình phấn đấu như thế nào để mình vượt hơn cái mình ở chung với gia đình. Khi mà phải nuôi hồi đó cái mua, ý chí như vậy. Mua cái này như là cái chồi, nhưng mà trong lòng mình trời ơi, coi như là cái cảm xúc bây giờ không biết nói như thế nào. Trời ơi, mình không bao giờ mình nghĩ là mình có được căn nhà. Lần đầu tiên ngủ trong cái nhà mà được gọi là cái nhà của mình đó. Tối á, cô thì sợ chuột kinh hoàng lắm kìa. Chuột cô này nó bự. Chắc lúc đó ở đây là cái bãi đất trống. Nóc á thì là lập giấy dầu. Chung quanh á thì lập lá với cây. Đó, thì con nghĩ coi trong nhà này cái nền á là cái nền gạch tàu đó. Gạch tàu. Con nhớ là hình như anh Thành hồi xưa là có đóng phim đúng không chú? Thành thì lúc đó chú cho nó học trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh à. Dạ. Rồi ra trường rồi cũng đi làm phim, rồi cũng đi làm trợ lý. Đạo diễn rồi trợ lý chủ nhiệm này em. Khi mà cái nền điện ảnh mình nó bắt đầu nó lắm, cái điều kiện kinh tế của Minh Thành nó sống không được. Phải cho nó chuyện nghề làm cái này nọ kia. Thì nói chung chú với cô là bảo bọc cuộc đời cho tới bây giờ luôn. Mà cô cũng khổ lắm.
Trời ơi, nếu mà nó chững chạc chút xíu nữa thì đâu có gì để nói. Còn mình nói lông bông à. Nhiều khi ở nhà mà tụ họp lại nói chuyện á, cũng nói nó thì nó cứ nó buồn. Còn bây giờ ảnh thì chắc là bên phía vợ là... Nói chung ra tụi nó cũng chia tay rồi. Dạ. Lâu rồi. Em là mấy đứa? Hồi nãy anh thấy có... Em một đứa. Một đứa đúng không? Dạ. Ở giờ ở đâu rồi? Nó sống bên mẹ. Nói chung là cái cuộc sống hôn nhân của em nó cũng không được trọn vẹn. Em với bà xã cũng có những cái vấn đề mâu thuẫn thì đã chia tay nhau cũng 5 năm rồi. 5 năm rồi. Anh lên nhìn cái chiếu mày anh cũng đã nghi rồi. Cái việc mà em từ bỏ cái nghề của mình để chuyển hẳn sang một cái công việc bảo vệ đó. Dạ. Nó có liên quan đến cái việc em đổ vỡ hôn nhân? Cái vấn đề đó thì không. Cái vấn đề đổ vỡ hôn nhân là giữa hai vợ chồng nó có những cái chuyện nó không tìm được cái tiếng nói chung. Có một phần nhỏ nó là liên quan đến chuyện tài chính. Lúc đó có thời điểm là cái công việc bị đứng lại. Và tình hình bây giờ là hai vợ chồng cái mối quan hệ như thế nào? Thì lĩnh thoảng em cũng về em thăm con. Thì nói chung là hàng tháng đều phải về. Lúc lấy vợ là hai chồng ở đâu? Lúc lấy vợ hai chồng ở đây. Đây là nói chung là như nãy anh nói, nhiều khi tối về nhìn cũng buồn. Bây giờ em vẫn đang là ở chung với ba mẹ. Dạ. Yeah. Ngôi nhà này cũng thật sự nó cũng không phải là của em. Anh hồi nãy có nghe chú Châu tâm sự. Quá khứ chú Châu cũng đã từng, hai vợ chồng cũng đã từng dắt díu các con của mình để ở thuê, ở đậu. Trong cái ký ức tuổi thơ của em á, em có còn nhớ những cái chuyến gọi là dời nhà đi cùng với ba mẹ không? Có anh. Lúc đó em cũng lớp 2, lớp 3 rồi. Và chính bản thân em lúc đó là đang nghỉ hè. Ba cũng giống như là cho em đi chơi hè luôn, là ba cho em đi theo cái chuyến xe đò đó, đi cùng ba ra tới ngoài Hà Nội luôn. Cái ký ức đó là đối với em không bao giờ em quên. Nó là một cái thời điểm gần như là gia đình suy sụp đối với em mà và hai chị luôn. Em nghĩ vậy. Nếu như không phải là con của ba mẹ thì chắc ba cho em không được như giờ. Coi như ba mẹ là bươn hết tất cả mọi ngành nghề nào có thể kiếm tiền được, quan trọng nhất là để lo cho con cái. Và khi mà về đây nó thiệt với anh là một cái chòi lá mà anh biết cửa sắt kéo á, phải đi xin những cái miếng sắt kéo đó để dừng vô mấy tấm lá để cho nó chắc cái nhà để ở. Rồi mãi đến năm 98 mới xây dựng lên được nhà. Cái chuyến xe đó thì em nhìn thấy ba em như thế nào? Mình biết là mình còn con nít nhưng mà nhìn thấy ba mình cũng lo, tại cứ hỏi tới nơi là cứ phải phóng lên phóng xuống. Làm lơ mà anh cứ phải phóng lên xe rồi nhảy xuống xe đón khách, phải khiêng đồ các cái đủ thứ hết trơn. Nhưng mà lúc đó mình còn quá nhỏ, mình biết gì để mình phụ cha mình giờ. Mà lúc đó là chú ra đi diễn rồi đó. Lúc đó ba em đang là nghệ sĩ rồi. Vừa là nghệ sĩ kim lơ xe Bắc Nam. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là ba cũng có buồn với buồn bên ngoài đúng không? Không phải là buồn bên ngoài mà là cái tâm lý người đàn ông. Mà tính ba em thì cái chữ sĩ của người đàn ông không cao lắm, cho nên là ổng không muốn ở nhà. Tại thời điểm đó là đầu tiên nhất là khi mà nước bước đi khỏi cái nhà cũ á, là phải ở nhờ ông chú. Em gọi bằng ông chú và là chú ruột của mẹ em. Ừ. Thì đó là coi như là phải nương nhờ bên vợ. Ba em cái tính đàn ông mà, giống như là gửi vợ con cho chú rồi đi kiếm tiền để mà nuôi vợ con chứ không ở đó. Rồi sau đó là qua ở nhờ nhà bác hai là anh ruột của ba em. Thì lúc đó là ba em không còn làm lơ nữa mà chuyển qua một cái công việc khác, phụ quán bánh mì. Bánh mì phá lấu với mẹ em. Dạ. Chiều đến là hai vợ chồng dắt nhau chiếc xe bánh mì phá lấu. Mà ngày nào mưa là coi như sáng ngày hôm sau là hai vợ chồng ba đứa con là ăn bánh mì phá lấu đấy. Em có thấy là mình giống ba ở cái chữ sĩ không? Cái điều đó thì em phải 100%, thậm chí 1000% em thừa nhận với anh. Là cái sự chữ sĩ nó thấm vào máu em nó nhiều lắm. Chữ sĩ từ ba và cái gen nó đưa qua bên em và nó thấm vào má em nhiều lắm. Ở cái tuổi này là em ba mấy rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi ba mẹ thì cũng lớn rồi. Mà công việc của em thì thật sự mà nói là với một cái công việc như thế này thì nó vẫn còn bấp bênh. Tương lai của em thì nó còn rất là dài. Cha mẹ thì mỗi ngày mỗi lớn. Thì nói chung là ở bản thân em thì em còn thấy rằng là em còn những cái điều gì mà em muốn thực hiện với ba em mà em chưa làm được. Nói chung là để gọi là thực hiện cho ba mẹ thì còn nhiều cái mà em muốn làm lắm. Nhưng mà lực bất đồng tâm. Em biết là đối với công việc bảo vệ và chạy xe thêm như vậy nó không là cái gì trong cuộc sống này cả. Nhưng mà em nghĩ vậy, ok mình cứ tích tiểu thành đại. Bây giờ một ngày người ta làm 8 tiếng, mình làm 12 tiếng, thậm chí mình làm luôn 24 tiếng. Đầu tiên là mình có được những gì mình đang mong chờ, rồi sau đó là để mình phụ giúp với ba mẹ. Hôm nay thì cũng nói chung là ngày hôm qua cũng mưa gió nhiều cho nên là nó cũng hơi mệt người chứ. Nên giờ này là em còn nằm ở nhà chứ. Bình thường là 7 giờ mấy 8 giờ sáng là em xách xe em đi ra đường em kiếm cơm rồi. Ba hoặc là mẹ có bao giờ nói cho em biết là cái điều mà ba mẹ lo lắng ở em hiện giờ nó là cái gì không?
đối với ba mẹ, mà cái câu mà ba mẹ thường hay nói với em nhiều nhất đó là miễn sao là bây giờ con làm, con lo được cho con và con phụ giúp cho mẹ thằng cà rốt để lo cho thằng cà rốt được, còn ba mẹ cũng đã có một cái số vốn nhất định để mà dưỡng già rồi. Câu mà ba mẹ thường xuyên nhất là các nói như vậy. Em là như là con trai duy nhất đúng không? Con trai út trong nhà và duy nhất luôn. Hai chị là có cuộc sống hạnh phúc đúng không? Dạ. Em nhìn thấy cuộc sống của các chị, có bao giờ em cảm thấy em chạnh lòng? Nói thiệt lòng với anh Thuận, có nhiều khi gia đình hợp mắt, em cứ viện lý do là em làm thêm, tăng cao này kia nọ. Không phải là em không muốn ăn uống với nhà, mà là cái điều mà anh mới vừa nói. Mình nhìn thấy anh chị mình ai cũng có con cái, chồng con đầy đủ, có mình ơi mình cứ lũi về là có mình anh. Nên nhiều khi những cuộc họp mặt gia đình không phải là em không muốn góp mặt, mà em muốn né đi cái điều đó. Tại sao né? Nói chung cái tính của em nó là như vậy. Những cái nỗi niềm gì của mình em hay để tự mình, em không bao giờ bộc lộ hay cho người khác, thậm chí đó là cha mẹ hay anh chị. Cũng có đôi khi cũng không né được thì thôi, cũng phải về, cũng phải vui vẻ ăn uống, cũng phải nhậu với ba với mấy anh. Nói chung là khi mà gia đình họp mặt lúc nào là bốn cha con ngồi nhậu thì cũng cười nói vui vẻ, nhưng mà sau khi nhậu xong mà leo lên phòng rồi, cái đó mới là cái không gian của mình. Lúc em thất bại trong hôn nhân là các anh chị nhà em thì có chia sẻ với em không? Dạ có chứ. Hai chị thì cũng khuyên có dịp nào đó hai đứa nên ngồi nói chuyện lại, nhất là bây giờ mẹ thằng Rod vẫn chưa đi bước nữa, em cũng vậy. Sao hai đứa không có dịp nào đó ngồi nói chuyện coi có thể hàn gắn lại. Em cũng em cũng nghe lời và cũng có nhiều lúc em cũng muốn nói chuyện. Nhưng mà cái vấn đề là không phải chỉ mình muốn là được. Đây con gái. Dạ. Đây là cái cuốn nhật ký của chú. Chú ghi một cái quá trình mà chú làm nghệ thuật. Dạ. Một bên này là kịch, bên phía dưới này là phim. Trời, cầm chú run run luôn á, tại vì nó từ rất là lâu rồi. Dạ. Còn cái bên hông này nè. À, ghi thành tích. Là cái thành tích mà chú đạt được trong cái quá trình bao nhiêu huy chương, bao nhiêu giấy khen này đó. Các phim đã tham gia nè. Ví dụ là phim Dòng Suối Không Cầu của đạo diễn Trương Dũng, vai ông Năm Mọt Mần. Năm Mần. Dạ. À là ghi đầy đủ hết luôn, đủ ngày hết tháng năm nào. Tháng nào năm nào. Dạ. Này là cả một gia tài luôn á chú. Cả một cái gia tài như vậy nè. Thì là cái vai diễn nào mà chú cảm thấy ưng ý và ấn tượng nhất? Chung thì làm nhiều quá, nhưng mà có những cái vai mà ấn tượng nhất á. Dạ. Là cái phim mà Trung Hoa Tâm Sự. Đúng. Chú đóng với Quyền Linh. Dạ. Quyền Linh đóng vai Nguyễn Xí. Dạ. Chú đóng vai là người mà theo đầu quân với Nguyễn Xí. Một cái cảnh mà chú ấn tượng tới bây giờ luôn, cái cảnh mà đánh với quân thù, tiếng hò reo dí ra nó, thì Quyền Linh là ngựa, Quyền Linh chạy đầu, ngựa chú là phi theo sát. Dạ. Mà đã tập kỹ lắm rồi, nhưng mà nó có một cái quay ở ngoài Quế đó, quay ở trên cái thành cao. Yeah. Cái đường hẹo vậy nè, thì nó có những cái đường nước người ta xây bằng gạch, còn bao nhiêu là nó là đất. Yeah. Thì con ngựa của chú nó nhẹn, nó dậm lên cái đường nước ngay cái đường đó. Dạ. Nó trợt nó quăng chú á, mà đang quay vậy nè, rồi những cái lưu hũ của thiết kế lúc đó anh Lê Trường Tiếu là thiết kế. Yeah. Lưu hũ để xung quanh mà chú bay từ trên lưng ngựa bay nhiêu phim luôn. Bay nhiêu phim. Dạ. Đúng một cái tay chân đầu gì hết. Dạ. Thì nhưng mà cũng may một cái là lúc đó máy đã lấy xong hình ảnh rồi, chứ không quay lại lần nữa là không được. Dạ. Về cứ nhớ hoài. Lúc mà em với vợ em á là gãy á, là vợ có qua đây không nè? Lâu lâu kiểu cuối tuần mà gia đình ăn uống á là mẹ hoặc là chị hai chị ba gọi qua chở nhóc về. Nói chung là mà có gọi ăn cơm không? Dạ cũng có. Thì thật ra thường á, những cái mâu thuẫn á của các cặp vợ chồng á, nó là rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà trong đó nó một nguyên nhân lớn đó là do ở chung với nhau. Chuyện rể thì ở bên vợ, dâu thì ở bên chồng. Thì ở đây là cái vấn đề ở chỗ là Thành á, là hai vợ chồng xưa ở đây. Thì nãy trên lầu á, con có hỏi, có phải là do ở trong một cái nhà nó nhiều thành viên quá, rồi cái sự chật chội, rồi cái sự va chạm nhau, nó phát sinh mâu thuẫn? Theo như cô biết mà khi mà tụi nó xảy ra những cái sự việc đó, anh này khổ lắm. Bữa trước rước dâu là bữa sau có chuyện rồi, hai bên đi lộn rồi thôi, từ đó tới sau tao nói tùm lum tà la. Cũng xuất hiện từ vấn đề tiền bạc mà ra. Lúc mà Thành gãy đổ cái hôn nhân đó, thì với một cái cương vị là một người cha, cũng đã từng có những cái sự sự cố, và có những cái gọi là về mặt tâm lý, con mình nó giống mình. Lúc mà trẻ, vì qua bên gia đình vợ
Thì lúc đó thì chú thấy con mình cảm giác người cha mình sao đó. Mà nó coi cái gì, tính chú á là chú bộc trực lắm. Dạ. Đầu tiên là xảy ra cái chuyện, ngoài cái chuyện tiền bạc này ngang là chú không cãi ngang. Nhưng mà lúc vợ nó sanh, xin cô chú là về 3 tháng bị thương gái sinh đó mà. Thì mẹ ruột phải đưa về 3 tháng nè, lo chăm sóc này kia. Rồi dạ. Xong 3 tháng, chú đích thân chú lên để chú rước về xin 6 tháng. Thôi mình cũng chấp nhận cho 6 tháng. Sau cùng xin 1 năm chú không lên rước nữa mà kêu mình anh lên rước. Thì nó về nó kể lại chú nghe thôi, làm già vợ nói. Bây giờ mày rước nó về, mày nuôi nó nổi không? Thì chú không biết này nó trả lời sao. Nó về nó kể chú nghe chú tức lắm, nhưng chú cố chú dặn là từ đó là chú không bước lên nhà nữa. Rồi chú nói với nó luôn, phụ nợ thằng con trai phải có bản lĩnh nha. Thì em nói anh là có những cái câu nói mà làm tổn thương, mà làm cho mình cái nhớ hoài, nhớ cả đời á. Nó suy nghĩ nó có nhiều cái chiều sâu lắm, nhưng mà thôi mình nghĩ thôi, cuộc đời đừng hơn thua nhau, làm gì thôi kệ. Rồi tự tụi nó giải quyết làm. Nhưng mà cháu nội vẫn là cháu nội. Cưới xong hai đứa cùng nhau gầy dựng một cái gia đình chứ. Thôi nhưng mà bây giờ á, cho dù cái chuyện nó xảy ra như thế nào thì cũng đã xảy ra rồi. Cái quan trọng là bây giờ là các bạn cư xử với nhau nó cũng rất là văn minh. Bây giờ chú nói thật, bản thân cô chú bây giờ nghĩ là nếu mà hai đứa tụi nó mà suy nghĩ kỹ lại, bây giờ bỏ qua những cái tỷ hiềm rồi đi. Hai đứa chấp nhận ở với nhau, ok, chú rước về đây liền. Đó, trời ơi. Tuy nhiên tương lai cái nhà này là cho nó chứ không trời phải. Dạ. Có đôi lúc đi chơi chung á cũng nói, bây giờ con chịu về ở lại với mình Thành. Hỏi luôn, chú cà rỡ mà chú hỏi vậy đó. Dạ, rất 4.0 á, rất 4.0 luôn á. Cà rỡ cà rỡ mà hỏi vậy. Dạ. Nhưng mà mình thấy một cái điều mà mình cũng quý con bé vợ này, là từ hồi hai đứa ly dị giờ mình chưa nghe là nó bạn trai bạn chung chưa gì hết trơn. Tất cả mọi thứ chúng ta không nói trước được cái tương lai nó như thế nào. Con đâu biết đâu, cái nhà này chuyển chủ quyền cho nó vào mà nó hoàn toàn không. Lâu rồi chứ không phải mới đây. Không biết luôn. Không hoàn toàn nó không biết. Anh không quan tâm đến những điều đó. Anh cứ nghĩ là anh đang ở ké với ba mẹ. Do nó cũng không để ý gì. Con em không quan tâm anh. Em không quan tâm chưa? Nhờ chứ trình hôm nay mới biết đó. Con rất muốn hỏi thím là cái nỗi lo của thím về Thành bây giờ đó là những cái nỗi lo gì? Nó chưa có ổn định được cái gia đình của nó. Nó sống nó vẫn còn lệ thuộc vào ba mẹ. Với lại cái tánh tình của nó đó là nó phải người lớn chút xíu nữa, phải suy nghĩ tới chút xíu nữa. Chú Châu, một tiền bối trong nghề, gần 80 tuổi rồi mà vẫn còn hoạt động nghề. Thành bằng phân nửa tuổi của chú. Nhưng mà cái công việc của em nó này, cái công việc chính của nó, đó là cái đam mê nghệ thuật, thì em nó phải dừng lại để vì cái mưu sinh. Là lúc chú thấy con mình vậy, xót ghê, xót hả? Bởi vì khi chọn nó bước vô trường sân khấu điện ảnh học để nó tốt nghiệp ra trường, mình cũng có một cái mộng là muốn thằng con mình nó phải nối theo cái nghiệp của mình. Nhưng mà rốt cuộc cái điều kiện kinh tế rồi nó có những cái là Minh Thành phải nói thật, làm cái nghề mình mà không có trọn vẹn cái sự đam mê, cái nghề này là phải đam mê. Đam mê tới cái độ mà khi con nhận một cái bài con đọc kịch bản, có khi tối con nằm trên bàn con thấy con đọc cái vai đó thì con mới thành công được trong nghề. Không biết là anh Thành suy nghĩ sao rồi sắp tới là mình sẽ thay đổi như thế nào để phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn. Anh cũng suy nghĩ nhiều về cái công việc, nhất là cái công việc nó là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà mình phải bỏ tạm gác ngang qua để mình kiếm một cái con đường khác. Bây giờ vì cuộc sống phải như vậy, nhưng mà anh vẫn phấn đấu hàng ngày, bất kể công việc nào anh cứ làm. Và cái mục đích anh làm là gì? Để mà anh dành dụm có được cái gì đó, xong anh cũng phải quay lại nghề. Và điều quan trọng nhất là để anh ổn định được, để ba mẹ nhìn thấy yên tâm. Có nghĩa là vẫn còn đam mê theo cái nghề này. Dạ. Nhưng mà không có điều kiện để lao theo nó. Vẫn mong rằng là Thành cố gắng mỗi ngày, hôm nay nó phải tốt hơn hôm qua, và ngày mai nó phải tốt hơn hôm nay. Cô chú bây giờ không đặt ở nó một cái điều gì để mà nó nuôi cô chú hoàn toàn. Trong đầu hai chồng chưa bao giờ nghĩ thằng Minh Thành sẽ nuôi ba mẹ không. Nhìn thấy nó sống, nó có một cái bản lĩnh, nó có một cái nó tự lo cho nó, khi cô chú nằm xuống là mừng rồi. Cô chú hiện tại bây giờ vẫn còn tự lo cho bản thân mình. Ba mẹ thương mình quá vậy rồi, bây giờ mình có một cái điều gì đó muốn chia sẻ với ba mẹ không? Thật sự luôn, hôm nay trong bữa cơm thì anh cũng có một cái điều là muốn đưa gửi cho ba mẹ. Mà thật sự là đó giờ anh chưa bao giờ là con có một cái này con gửi cho ba mẹ. Con có một cái tấm thiệp này con gửi cho ba mẹ. Và đây là những gì mà con muốn nói, nhưng mà do cái tính của con từ xó đến giờ con sống trong nhà là con ít nói, và con ít thể hiện bằng lời nói.
kính gửi ba mẹ. Hôm nay con viết tấm thiệp này muốn gửi đến ba mẹ những lời con chưa từng nói với ba mẹ. Con rất cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng ba chị em con nên người và có được cuộc sống như hôm nay. Con mong ba mẹ luôn luôn mạnh khỏe và sống lâu cùng con cháu. Và lời cuối cùng con muốn nói, con xin lỗi ba mẹ vì đã có những lúc làm ba mẹ phiền lòng vì con. Từ trước giờ bao nhiêu lần anh nói cảm ơn và xin lỗi ba mẹ? Thầy nói nó chưa từng nói. Chỉ có một lần nó có nói. Lúc đó nó nói xong rồi á là nó đợi sách gói nó đi. Lúc đó cô không cho nó đi, cô nói sống trong gia đình mà hãy mỗi lần có gì không vui là đi là sao. Rồi cái nó hai mẹ con ngồi để khóc. Em nó đi ra ngoài nhắc mang cái gì vô đây không biết đây nè. Trời ơi. Có điều này thì nói thiệt ra là cái con cũng biết tính của mẹ, là cuộc sống gia đình mình đã từng trải qua những cái khó khăn nên là mẹ cảm thấy những cái điều này nó xa xỉ. Chứ con biết mẹ thích hoa hồng thì ngày hôm nay ngoài cái là tấm thiệp này con gửi cho mẹ thì con có chuẩn bị một bó hoa hồng gửi mẹ. Này ba trả cả những gì mà tấm lòng con muốn gửi đến cho ba với mẹ. Cái này đúng ra là mình đang là đưa mẹ nó. Nhưng mà chú sống với bà xã chú 40 năm, không có năm nào sinh nhật mà chú không có quà. Mà có những năm chú phải tìm cho bằng được 64 đó quà. Sinh nhật lần 64 mai thì hôm nay chú cũng có gợi ý Minh Thành, nếu con có lòng muốn tặng mẹ, tặng mẹ đó quà. Anh thấy em xúc động rất là mạnh. Tại vì bản thân em cũng là một cái người mà ở xa ba mẹ, cho nên là em cảm thấy rất là quý những cái bữa ăn gia đình. Hay là anh Thành, nói chung là anh Thành đang được sống ở gần ba mẹ thì mình tuy là những cái mà mình hoài bão, những cái mình mong muốn nó là những cái điều khác, nhưng mà đôi khi những cái điều mà nó đơn giản, nó dung dị, nó hàng ngày đối với mình lại là những cái thứ mà người ta mơ ước. Giống như em đang rất là mơ ước được ngồi ăn cơm chung với ba mẹ của em, nhưng mà bây giờ không được. Mỗi nhà, mỗi một cảnh khác nhau chứ không ai giống ai. Thì có thể nói nhờ cái chương trình này mà có những cái mà vợ chồng, cha mẹ con chưa có hiểu được nhau, thì nhờ qua cái chương trình này mà mình hiểu được. Anh đang nghe những điều này phải nói rất hạnh phúc. Thì thông điệp vật như sứ mệnh của tụi con đó là gì? Làm sao để cho tất cả các thành viên trong mỗi gia đình mà chúng con tới đều là mang đến một cái sự gắn kết, yêu thương. Và mỗi một ngày chúng ta sẽ gần nhau nhiều hơn.